Vâng, xin kính chào toàn thể anh chị em đang quan tâm đến kênh YouTube mua bán ô tô của em Lợi. Hôm nay em xin kính chúc quý vị và các bạn một ngày mới làm việc tràn đầy sức khỏe và đầy năng lượng. Kính chúc những anh chị em nào đang có nhu cầu mua bán trao đổi ô tô sớm đạt được mục đích tốt nhất của mình và chúc những anh chị mua được những chiếc xe hài lòng và ưng ý nhất. Vâng, hôm nay em xin giới thiệu với anh chị em chiếc xe Mitsubishi Triton bán tải pickup sản xuất năm 2015, số tự động, máy dầu, tên tư nhân. Và chiếc xe này thì về màu nó là màu đỏ cờ và toàn bộ nó vỏ và nội thất thì khá là mới. Sau đây em xin quay một vòng về phần ngoại thất cho anh chị em xem. Về chiếc vỏ, khung vỏ, thân vỏ cái chiếc xe này thì bên em đã cho xử lý một số chỗ chầy xước, gọi là cả trước cả sau, và đánh bóng lại xe, vệ sinh lại. Đây, về cái gân xe khá chỉ là căng. Đấy, em quan sát về cái gân xe đây, anh chị em để ý cái gân xe này. Đây, cái đường gân xe này nó khá chỉ là căng và vuông vắn, vì cái chiếc xe này từ năm 2015 đến giờ là mới sử dụng được 4 năm, khá chỉ là mới và ổn định. Máy móc thì đang còn nguyên zin 100%, lốp còn khá rất là dày. Anh chị em nào mà có nhu cầu quan tâm chiếc xe này thì liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090, hoặc các bác có thể qua địa chỉ đối diện bến xe Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trải nghiệm trực tiếp. Anh chị em xem video nhớ ấn nút like, đăng ký kênh, chia sẻ để cập nhật sớm nhất những dòng xe bên em mới về. Và các bác theo dõi kênh của em thì sẽ cập nhật được mới nhất các dòng xe bên em. Và nhiều dòng xe đang em đã quay, đang bán trên YouTube. Về cái lốp thì cũng khá là mới và cái gầm xe không hề có gì mọt gì. Và đặc biệt cái cu lốp đây ạ. Đây, cú lốp đây. Và cái thân vỏ này giá khá là mỏng. Về phần gầm, em quay sát phần gầm cho anh chị em xem. Lốp sơ cua, phần gầm hầu như là sơn zin 100%, và rất chi là sạch đẹp, tôn vỏ mỏng, không có mọt gì gì. Đây, cái phần lốp trước cũng khá là mới, hầu như bác chủ trước là thay luôn một dàn. Và nhiều chủ xe là có đi xe là có khi là đảo hai quả trước xuống hai quả sau, thay hai quả mới lên trên. Nhưng mà một số anh chị em đi cẩn thận là thay đều cả bộ lốp luôn, như chiếc xe này là thay đều cả bộ lốp, nên là bộ lốp khá chỉ là đều và mới như nhau. Xe đã được trang bị bậc lên xuống. Về thương hiệu của Mitsubishi thì đi khá lành, máy 2.4 đi cực kỳ tiết kiệm. Máy 2.4 này các bác đi 100 cây tầm cỡ loanh quanh 6 đến 7 lít 100 cây. Và xe cặp đèn pha khá là sáng. Đèn zin 100%. Xe biển Hà Nội số 29H30580, bên cũng không phải là biển xấu mà cũng là khá ok với lại một chiếc xe bán tải. Về phần sau chiếc xe thì cái thùng đã được trải thêm lót thùng khá là mới và sạch đẹp, lót thùng của Mitsubishi Triton. Và đặc biệt là hai quả đèn sau cũng khá là sáng. Về cái phần nội thất thì em quay chi tiết về cái phần nội thất và cánh cửa, bốn cánh cửa cho anh chị em xem. Về cái phần nội thất được, xe này đã trang bị ghế da,
theo xe và màn hình DVD để được độ lên. Nguyên bản chiếc xe này không có màn hình DVD. Xe được trang bị hai bóng khí, một bóng khí bên vô lăng cho người lái và bóng khí bên phụ cho người ngồi bên phụ. Về táp ly bàn thờ thì khá chi là mới. Cái chỉnh điện chỉnh gương chiếu hậu, mọi chi tiết đều hoạt động tốt. Đồng hồ này chạy 8.1 vạn. Đây em nổ máy lên cho anh chị em xem. Mọi đèn báo trên táp lô đều hết và chỉ còn để lại cánh cửa là chưa đóng. Và củ số và tay phanh tay khá là mới, tì tay. Về cái phần ghế lái không có chảy xước gì cả. Và đặc biệt là cái cánh cửa đây, ốc còn zin 100% khuy. Ốc cánh cửa chỉ 100% zin các bác nhé. Và đặc biệt cái táp ly tay mở cửa khá là mới. Và cánh cửa bên phía sau thì ốc cũng zin 100% và tay lái táp ly khá là mới, không có hề vỡ nứt hoặc là chảy xước gì. Và chiếc xe này thì đã độ loa súp nhưng bác chủ đã tháo mất rồi. Đây là cái nút độ loa trầm. À, mua xe này thì bác chủ bác cứ tháo ra để bác lắp cho cái xe mới bác mua. Vít đinh có khóa cử khá chỉ là mới và không hề có sự biến dạng. Và đây là ốc cánh cửa 100% zin. Chỉ cánh cửa đấy ạ. Và đặc biệt là các bác để ý cái nút dập này, nếu mà mất là bị làm lại này. Nhưng dập này zin 100%. Đem qua chi tiết về cái phần chỉ cánh cửa sau bên phụ cho anh chị em xem. Và cái táp ly khá là mới, ốc 100% zin. Trần được bọc tấm ni lông chống bụi, khá chỉ là sạch sẽ, bảo vệ. Bàn đạp phanh đạp ga thì giờ khá chỉ là mới, không, nó chỉ bẩn thôi, không có mòn. Và sau đây em xoay quay về cái phần đầu của xe và cái chi tiết máy số cho anh chị em xem. Và cái phần đầu của xe thì mọi chi tiết đều đang hoạt động khá là tốt, ổn định. Và ốc cabo là 100% xin chưa vậy. Đây, ốc cabo, chỉ cabo đây ạ. Ốc tai 100% xin. Máy cam đoan 100% là nguyên zin cho anh chị em xem, mà ốc chưa hề vặn ra. Và cái quan trọng nữa là cái máy là cái trái tim của máy xe. Đây, máy số đây, em quay về cái phần cổ bô, đây là cổ xả. Nếu mà cổ xả mà sáng như thế này thì là xe chạy khá là ít. Đây, cái ốc két nước còn zin đi ạ. Vâng, vừa rồi là em vừa mới quay một số chi tiết cho về chiếc xe Mitsubishi Triton cho anh chị em xem. Nếu anh chị em nào cần quay chi tiết kỹ hơn hoặc là cần thắc mắc về vấn đề gì thì comment để lại hoặc là liên hệ với em qua số điện thoại 0986 265 090 và em sẽ quay phục vụ các bác chi tiết cụ thể.
Anh chị em xem video nhớ ấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em. Anh chị ấn đăng ký theo dõi thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em đang về. Và xin chào và hẹn gặp lại anh chị em trong một video gần nhất.